bạn nha. Hôm nay thì mình có nhiều người hỏi là đi bẫy chim mà dùng cái thế nào bẫy cho nó hiệu quả nhất, thì lâu quá mình không có lên làm video. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Các bạn cứ ra ngoài tiệm mua hai cần câu, loại cần câu đa tay á, tầm 60.000 đó. Các bạn bỏ một cái đầu ở đằng trước đi đó, rồi thu lại thì nó sẽ ra nó còn lại khoảng tầm 60 cm thôi đó. Rồi các bạn đi ra ngoài tìm hồ cá, mua cái ống nón oxy á, cái ống mà vàng vàng mà cái ống ba chỉ á đó, các bạn mua. Hồi nếu mà ghé qua tiệm chim mua nang cáp quang mà loại tầm 1 ly 8 nha, đừng mua loại 2 ly nha, tầm 1 ly 8 thôi đó. Các bạn làm đòi bấy keo mà mua keo nữa cách quấn thì kênh mình cũng mới có rồi, mình cũng chia sẻ, anh em cứ quấn vậy đi đó. Nhớ là mua 2 cây nha, mua 2 cây đó. Mình chỉ cho anh em nào quýnh mà kiểu quýnh kinh tế nha, chứ không có quýnh lộc nha các bạn, quýnh kiểu như quýnh lấy chim về và để nuôi nha đó. Mua một hai hai cây cần câu, 2 cái ống hoa dẫn oxy, 2 cái nang cáp quang, 2 cây nang thôi, tầm dài nửa nửa gang tay mình là được rồi đó. Anh em mua đi rồi để mình bây giờ mình đang dịch nó không có ra, mình không có ra gần được, để mình trước nhà mình có cái cây đấy, mình chỉ thế cho anh em, cho anh em dễ cho anh em biết nha. Tại vì mình lúc mà mình ở dưới quê một ngày mình đánh tầm 20-30 con là chuyện bình thường, nhưng mà lúc đầu mình đi quánh á thì cũng được 2-3 con thôi, tại mình không có biết cái thế nó xuống đó. Với lại mình đi keo này nọ nữa thì nó cũng không có được hiệu quả cho mấy, nên mình làm hoài á, nên mình rút được kinh nghiệm đó. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Đấy, mình đi ra kiếm cái cây đi, mình tạo thế cho các bạn cho nó dễ nha. Các bạn cái mua vật liệu, cái đầu ống oxy các bạn đúc vô cái cần câu, các bạn treo lên, treo như treo 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 lò sờ đồ vậy đó, treo lên nó quấn băng keo đen lại ha. Còn mà tiện lợi nữa thì mua cây màu đen hết luôn, tất cả đều màu đen nha, nếu mà không có màu khác nha các bạn đó. Nang cáp quang này các bạn quấn nha, nhớ mua 1 ly 8 thôi đó, không có mua trái cây giả gắn gắn lên nha các bạn đó. Để mình đi ra cái cây rồi mình làm cho các bạn xem nha đó. Chào các bạn nha, để mình ra cái cây cái.